Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Và trong video ngày hôm nay, nhà sản xuất sẽ tiếp tục mang tới và giới thiệu cho anh em đó là bộ sản phẩm máy khoan sửa chữa điện nước hoàn hảo cho gia đình Bosch SB550 Electrician, đi kèm là 80 phụ kiện và có thêm một chiếc đồng hồ vạn năng cho anh em nhé. Bộ sản phẩm này thì luôn đang đứng đầu trong top bán chạy nhất hiện nay cho các anh em thợ sửa chữa điện nước hay là sử dụng cho gia đình. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi khám phá ngay thôi nào. Anh em có thể thấy thì bộ sản phẩm máy khoan Bosch SB550 cũng được đựng trong một cục nhựa màu xanh rất cứng cáp và chắc chắn, và có thêm tay cầm để cho anh em dễ dàng di chuyển khi làm việc. Và bên trong bộ sản phẩm này thì bao gồm những thứ sau. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy ngay đó chính là máy khoan động lực Bosch SB550 với công suất 550W. Tiếp theo chính là bộ phụ kiện đi kèm chuyên sử dụng cho anh em thợ điện. Và anh em có thể thấy thì là nổi bật nhất trong các phụ kiện đi kèm đó là đồng hồ vạn năng. Anh em có thể thấy thì đồng hồ vạn năng được thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn. Anh em có thể đo được là điện áp này, đo điện trở này, đo tần số, kiểm tra diode, đo thông mạch. Đồng hồ cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp an toàn CT3. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những dụng cụ khác để hỗ trợ anh em khi làm việc, như là mũi khoan tường này, mũi khoan gỗ, kìm, tay cầm trợ lực, bút thử điện, dao dọc giấy, băng dính cách điện, túi tắc kê và túi đầu vít, búa và bộ khu vít. Bộ sản phẩm Bosch SB550 được sản xuất tại nhà máy của Bosch ở Trung Quốc. Hiện tại thì bộ sản phẩm này đã được bán với mức giá là 1,8 triệu đồng và có thời gian bảo hành cho anh em là 6 tháng nhé. Anh em lưu ý là trên thân máy sẽ có tem chống hàng giả và mã cào an ninh để giúp cho anh em có thể phân biệt được đâu là hàng giả và đâu là hàng chính hãng, cũng như là kích hoạt vòi điện tử. Anh em nên mua những bộ sản phẩm này tại những cơ sở uy tín như là Máy Đo Chuyên Dụng để được đảm bảo về chất lượng nhé. Bosch SB550 là dòng máy khoan động lực với hai chế độ khoan thường và khoan búa. Máy hoạt động với công suất là 550W. Vậy thì máy khoan Bosch SB550 có cấu tạo và hoạt động như thế nào? Ngay bây giờ mình sẽ review cho anh em xem nhé. Anh em có thể thấy thì máy được thiết kế rất nhỏ gọn với lớp vỏ nhựa mang lại sự chắc chắn cho máy. Phần tay cầm thì cũng được thiết kế rất là thon gọn với cò điều tốc để giúp cho anh em dễ dàng thao tác khi làm việc. Nút chọn chế độ chạy tự động khi anh em cần muốn khoan chế độ rảnh tay. Tiếp theo chính là gạt đảo chiều khi cần khoan hoặc rút mũi khoan ra ngoài hoặc dùng để vặn vít. Phía trên là nút chọn chế độ khoan thường và khoan búa. Khi khoan trên gỗ, kim loại thì anh em chọn chế độ khoan thường. Còn khi anh em khoan trên tường thì anh em chọn chế độ là khoan búa. Máy dùng đầu kẹp mũi khoan từ 1,5mm tới 13mm để thích hợp với nhiều loại mũi khoan khác nhau. Và bây giờ chúng ta cùng tham khảo bảng thông số kỹ thuật của bộ sản phẩm này ngay sau đây nhé. Công suất 550W, tốc độ không tải tối đa là 2700 vòng trên phút, kích thước đầu kẹp từ 1,5 tới 13mm, tốc độ va đập tối đa 41.600 lần trên phút, đường kính khoan trên tường 13mm, đường kính khoan trên gỗ 25mm, đường kính khoan trên thép 10mm, đường kính khoan trên khối xây nền 13mm, trọng lượng 1,8kg. Và để cho anh em thấy rõ được khả năng làm việc như thế nào thì ngay sau đây anh em cùng theo dõi phần test máy Bosch SB550 như thế nào nhé. Đầu tiên thì kỹ thuật viên mình sẽ test thử khoan trên tường. Với chế độ khoan búa và công suất 550W thì Bosch SB550 có thể khoan dễ dàng trên tường, độ rung thấp. Và sau đây thì mình sẽ test thử trên gỗ và thép hộp cho anh em theo dõi nhé. Máy khoan trơn tru, nhanh chóng và không mất nhiều thời gian. Bộ sản phẩm máy khoan Bosch SB550 Electrician với bộ phụ kiện đi kèm sẽ rất phù hợp với các anh em thợ điện hay chuyên phải sửa chữa điện cho gia đình. Với mức giá chưa tới 2 triệu đồng và thời gian bảo hành là 6 tháng, có lẽ rằng sẽ rất phù hợp đối với anh em.
Anh em còn thắc mắc gì nữa hay là muốn bên mình review những sản phẩm nào khác, hãy comment ngay xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline 0904 810 817, hoặc truy cập ngay vào website maynoichuyenrộng.com để chuyên viên bên mình sẽ tư vấn chuyên sâu hơn cho anh em. Xem xong video, hãy dành ra vài giây để like, share và subscribe kênh YouTube ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.